nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự tiết sinh hoạt đội của chi đội Phan Đình Giót ngày hôm nay. Các bạn thân mến, về dự tiết sinh hoạt đội của chi đội 4C hôm nay có các thầy cô giáo trong đoàn kiểm tra công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi, các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, cô giáo phụ trách, đề nghị các bạn nhiệt liệt chào mừng. Tham dự buổi sinh hoạt đội hôm nay còn có các bạn đội viên của chi đội Phan Đình Giót, đề nghị các bạn nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đây xin mời các phân đội điểm danh báo cáo. Xin mời phân đội 1. Báo cáo chi đội trưởng, phân đội 1 có mặt 11 bạn, đủ báo cáo hết. Cảm ơn bạn. Xin mời phân đội 2. Báo cáo chi đội trưởng, phân đội 2 có mặt 10 bạn, đủ báo cáo hết. Cảm ơn bạn. Xin mời phân đội 3. Báo cáo chi đội trưởng, phân đội 3 có mặt 10 bạn, đủ báo cáo hết. Cảm ơn bạn. Như vậy, buổi sinh hoạt đội hôm nay đã có mặt đầy đủ 31 đội viên. Tuyên dương tất cả các bạn. Để buổi sinh hoạt đội hôm nay thêm sôi động, mời các bạn cùng khởi động qua bài hát Baby Shark. Mời các bạn đứng lên. Thank you.
phần báo cáo rất dí dỏm của phân đội 1, thế còn phần báo cáo của phân đội 2 thì sao nhỉ? Xin mời bạn. Chi đội ta tháng 5 này đạt hiệu quả hơn. Xin mời bạn chi đội trưởng lên tổng kết và xếp loại các phân đội trong tháng 4 và phát động thi đua tháng 5. Xin mời bạn. Kính thưa các thầy cô giáo, các thầy các bạn, tháng 4
Sau đây chúng mình cùng sinh hoạt theo chủ điểm của tháng 5, tự hào truyền thống đội ta. Mình đố các bạn, trong tháng 5 có các ngày lễ lớn nào? Mời bạn Quỳnh Chi. Cảm ơn bạn. Mời bạn Đỗ Gia Bảo. Tôi cũng nhất trí ý kiến của bạn. Tôi xin bổ sung thêm là trong tháng 5 có ngày 15 tháng 5 là ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Bạn thật là giỏi, xin tuyên dương bạn. Các bạn ạ, trong tháng 5 có 4 ngày kỷ niệm trọng đại cần nhớ. Ngày mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Ngày mùng 7 tháng 5 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 15 tháng 5 mừng sinh nhật đội. Và ngày 19 tháng 5 sinh nhật Bác Hồ, để kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ kính yêu và phát huy truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chúng ta cùng tổ chức một cuộc giao lưu với chủ điểm tự hào truyền thống đội ta. Sau đây, lớp mình chia thành 2 đội, mỗi đội thảo luận cử ra 5 bạn lên tham gia các phần thi. Xin mời các bạn. Mời đại diện hai đội về vị trí. Để hai đội có thời gian chuẩn bị cho các phần thi, mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước. Xin mời các bạn. Điểm tối đa trong phần thi lần này là 20 điểm. Xin mời đội Hoa Hồng tham gia phần thi của mình. Thank you.
hỏi rất ấn tượng của các bạn đến từ đội Hoa Hồng. Xin chúc mừng các bạn. Và ngay sau đây là màn chào hỏi của đội Hoa Sen. Có những ô chữ bí mật. Sau tín hiệu của người dẫn chương trình, đội nào nhanh tay sẽ giành quyền chọn một ô chữ và trả lời câu hỏi. Trả lời đúng sẽ giành được 10 điểm. Nếu đội đó trả lời sai thì quyền trả lời sẽ thuộc về đội kia. Nếu cả hai đội không có đáp án thì quyền trả lời sẽ thuộc về các bạn cổ động viên. Các bạn đã rõ luật chơi chưa? Dạ. Chúng ta cùng bắt đầu chơi nào. Các bạn chú ý. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúc mừng đội Hoa Hồng đã giành quyền chọn ô chữ. Bạn chọn ô hàng ngang số mấy? Đội mình chọn ô chữ hàng ngang số 1. Hàng ngang số 1 có 7 chữ cái. Đây là quê hương của Bác Hồ. Quê của Bác Hồ là Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Đáp án của ô chữ hàng ngang số 1 là Kim Liên. Kim Liên có phải là đáp án đúng không các bạn nhỉ? Chúng mình cùng quan sát nào. Đáp án chính xác, xin chúc mừng, 10 điểm đã thuộc về đội bạn. Chữ K đã xuất hiện trên ô hàng dọc. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo. 3, 2, 1, bắt đầu. Rất nhanh, mời đội Hoa Sen. Đội mình chọn ô hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 có 7 chữ cái. Người tham gia vào tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh gọi là gì? Viên là một đáp án đúng. Xin chúc mừng đội Hoa Sen. Tỷ số bây giờ đang hòa nhau. Các đội hãy cố gắng lên nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Quyền trả lời đã thuộc về đội Hoa Hồng. Đội mình chọn ô chữ hàng ngang số 6. Hàng ngang số 6 có 11 chữ cái. Tên người anh hùng nhỏ tuổi trên quê hương duy tiên của chúng ta. Không biết
câu trả lời của đội hoa hồng có đúng không các bạn nhỉ? Chúng mình cùng kiểm tra nào. Chúc mừng đội hoa hồng đã đoán đúng từ khóa. Các bạn hãy nêu một vài hiểu biết của mình về người anh hùng Dương Văn Nội. Mình mời bạn Tuấn Kiệt. Cảm ơn bạn đã giúp chúng mình hiểu thêm về người anh hùng nhỏ tuổi này. Tỷ số bây giờ đang nghiêng về đội hoa hồng. Đội hoa sen hãy cố gắng để giành quyền chọn ô chữ nhé. 3, 2, 1, bắt đầu! Mời đội hoa sen. Hàng ngang số 7 có 8 chữ cái. Các bạn hãy lắng nghe bài hát sau. Hãy bác Hồ Chí Minh, hãy thêm đi. Ai yêu bác Hồ Chí Minh, hằng yêu về Việt Nam. Bác chúng em dân cao cao người thành thân. Bác chúng em mắt như sao đôi mươi dài. Bác chúng em nước da nâu sừng gió. Bác chúng em đại cương nguyên gia đội nhà. Bài hát các bạn vừa nghe là của nhạc sĩ nào? Mình đã nhận được tín hiệu của đội hoa sen. Mời bạn. Theo đội mình, từ khóa của trò chơi hôm nay là kim đồng. Không biết đội hoa sen có đoán chính xác từ khóa của chương trình không nhỉ? Hoàn toàn chính xác. Các bạn rất xứng đáng nhận được 30 điểm. Mời các bạn xem các ô chữ còn lại. Sau đây, mời các bạn nghe đôi nét với anh Kim Đồng. Anh hùng thiếu niên Kim Đồng, tên thật là Đông Văn Dê. Anh sinh năm 1929, mất năm 1943. À, dân tộc Nùng, quê ở tỉnh Cao Bằng. Khi còn nhỏ, Kim Đồng đã sớm gia nhập cách mạng. Anh đã vận động các bạn cùng lứa tuổi trong bản làm nhiệm vụ liên lạc, chuyển công văn, tài liệu, đưa đón cán bộ và trinh sát nắm tình hình địch để cung cấp cho cán bộ. Rạng sáng ngày 15 tháng 2 năm 1943, Kim Đồng được giao nhiệm vụ canh gác bảo vệ cuộc họp bí mật của Trung ương Đảng. Bị địch phát hiện và có một lực lượng lớn bảo vệ để bắt sống các đồng chí lãnh đạo của Đảng. Trước tình thế nguy hiểm, Kim Đồng đã bố trí đánh lạc hướng, lừa địch tập trung lực lượng và hỏa lực về phía mình, đồng thời phát tín hiệu báo cho các đồng chí cán bộ rút lui an toàn. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh ở tuổi 14 và trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ thanh thiếu niên noi theo. Trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào các bạn. Cảm ơn bạn. Sau đây, xin mời đánh giá của ban giám khảo. Ở phần thi hiểu biết, đội hoa hồng nhận được 20 điểm, đội hoa sen nhận được 50 điểm. Cảm ơn bạn. Xin chúc mừng cả hai đội đã hoàn thành xong phần thi hiểu biết. Phần thi cuối cùng là phần thi tài năng. Luật chơi như sau, hai đội tự chọn và thể hiện tài năng của đội mình. Có thể hát, đọc thơ, kể chuyện, nhảy múa. Đội nào thể hiện tốt sẽ nhận được 30 điểm. Trước tiên một phần thể hiện của đội hoa hồng. Oh,
mừng tiết mục rất sôi động của đội Hoa Hồng. Tiếp theo xin mời phần thể hiện của đội Hoa Sen. Đón điểm của ban giám khảo dành cho mỗi đội. Ở phần thi tài năng, đội Hoa Hồng nhận được 28 điểm, đội Hoa Sen nhận được 30 điểm. Cảm ơn bạn. Các bạn ơi, các bạn thấy cuộc giao lưu với chủ điểm tự hào truyền thống đội ta có vui không? Vui, vui, vui. Mình cũng thấy phần giao lưu thật vui và ý nghĩa, phát huy truyền thống của đội ta. Chúng mình cùng tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện để tháng tới sẽ đạt được nhiều thành tích nữa hơn nhé. Và không trong khi chờ đợi kết quả đánh giá từ ban giám khảo qua 3 phần thi của hai đội, mời các bạn cùng tham gia vào trò chơi đuổi hình bắt chữ. Xin mời bạn Gia Bình lên tổ chức cho các đội tham gia trò chơi. Các bạn ơi, có chúng tôi. Sau đây mình sẽ tổ chức cho các bạn chơi một trò chơi mang tên Bye.
Cảm ơn bạn. Sau đây là kết quả đánh giá của ban giám khảo dành cho mỗi đội qua các phần thi. Trong cuộc thi lần này là đội Hoa Hồng. Xin chúc mừng các bạn. Mời đại diện hai đội lên nhận quà lưu niệm. Em xin mời cô giáo phụ trách lên trao quà cho hai đội. Kính mời cô phát biểu ý kiến ạ. Chúng ta đã được nghe những lời căn dặn của cô giáo phụ trách. Thay mặt cho các bạn trong chi đội Phan Đình Giót, chúng em cảm ơn cô đã luôn tư vấn cho chúng em thực hiện tiết sinh hoạt đội thành công. Chúng em xin hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của cô. Tiếp sau đây, chúng em xin mời các anh chị ở hội đồng đội tỉnh hát tặng chúng em một bài ạ. Em xin mời ạ. Các anh chị ạ. Thank you.
Các bạn thấy anh có hát hay không? Hay, hay, hay. Đề nghị các bạn tặng anh một tràng pháo tay. Buổi sinh hoạt chi đội đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn các thầy cô đã về dự buổi sinh hoạt chi đội của chúng em. Chi đội Phan Đình Giót gửi tặng các thầy cô giáo bài hát Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng. Xin mời các bạn đứng lên. Xin trân trọng cảm ơn.